Dạ vâng, em tổ lô tô Quốc Phòng xin kính chào toàn thể quý chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý chị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô cũ giá rẻ của Tuấn đến từ Hải Phòng. Vâng, và hôm nay thì em lên sóng quay báo giá review trực tiếp cho quý chị bạn tham khảo mẫu xe mà cửa tiền hơn 100 triệu. Có ngay mẫu xe gầm cao mái thoáng 7 chỗ ngồi, khá là tiện ích luôn quý chị bạn nhé. Thế thì như trên màn hình nhỏ của bác thì quan sát luôn ạ. Em này em Mitsubishi Zoia, được sản xuất vào năm áp chót của nó 2005 rồi. Nó là kịch đời các bác nhá, đời cao nhất của dòng Mitsubishi Zoia đó. Thế thì sơn di tổng thành bên ngoài em này nó mang nước sơn rất đặc biệt luôn các bạn. Nếu mà thời tiết ban ngày khi mà nắng chói chang bác nhìn nó sẽ là màu bạc, còn mà khi mà chiều tà như này thì nhìn nó sẽ thành cái màu xanh các bác nhá. Nó hơi màu xanh ngọc một chút, xanh lam các bạn. Đấy. Thì cản dưới của nó là màu bạc các bác nhá. Cản dưới của nó màu bạc ạ. Hiện tại thì em nó mang biển tư nhân biển của Thanh Hóa này các bác này. 36A71961 thì dường như em này mới ra tên bốn biển mới luôn. Hệ thống đèn chiếu sáng chính của dòng Mitsubishi Zoia này nó trang bị cho mình hệ thống đèn chiếu sáng là đèn halogen, kết hợp đầy đủ hệ thống đèn gầm, đèn pha xương khá là ok luôn, đăng kiểm dàn tận tháng 1 năm 2023 cơ. Đấy thì chiếc Mitsubishi Zoia này thì nó trang bị cho mình hệ thống động cơ là 2.0 xi lanh các bác nhá. 2.0 xi lanh, 7 chỗ ngồi gầm cao máy thoáng, thì mức hao nhiên liệu của nó loanh quanh khoảng 8 đến 10 lít trên 100 km ạ. Dòng này chạy rất là sướng, đầm mà chắc các bác nhá. Các bác nào mà đam mê độ xe đó thì mua em này về thì khá là ok luôn. Form dáng nó không khác gì thằng Ford Everest cả. Đấy thì bản này là bản full kịch rồi. Bản đủ của nó các bác nhá. Bản đủ của nó thì nó có hệ thống gọi là lốp treo này, đèn cột này. Nó một mẫu nhái của thằng gọi là Ford Everest các bác nhá. Nhưng mà đẳng cấp của dòng Zoia thì nhìn nó vẫn là khá là cứng cáp và nhìn nó rất cao ráo và đẹp các bác ạ, hầm hố, tương đối là hầm hố luôn. Đấy thì cái dòng Mitsubishi Zoia hệ thống đèn cột của nó ấy, không bị dập vỡ, không bị chớp hơi nước này. Đấy, lốp sơ cua thì nó treo này, trông khá là phong cách và có một vài cái điểm nhấn điểm nhá trông khá đặc biệt luôn. Trên cái nóc của em này thì nó có bộ giá nóc cho dành cho bác nào mà hay đi phượt, đi du lịch hoặc là về nội về ngoại, có nhiều đồ như lạc để trên đồ đấy ạ, trên phần nóc ạ. Hoặc là cho bác nào đi công trình công trường thì em này hết bài luôn, khá là ok. Giảm sóc của nó thì cũng như thằng Ford đấy thôi, nó cũng giảm sóc bằng nhíp kết hợp với lò xo, rất là êm ái luôn. Và hỗ trợ cầu sau các bác nhé, em này cũng hỗ trợ cầu sau luôn, chạy khá là đầm mà chắc, nên là các bác đi đường vũng lầy xa lầy nên đèo lên núi khá là ok luôn đấy. Và với cái chiếc Mitsubishi Zoia đời 2005 động cơ 2.0 này thì hiện tại bên em đề xuất bán với giá là 138 triệu thôi các bác nhé, 138 triệu thôi. Nội thất em này các bác này khá là tươi mới luôn, đẹp luôn các bác. Đời 2005 mà người ta đi tương đối là giữ gìn. Bên trong khoang nội thất của nó có một vài cái điểm nhấn điểm nhá, đó là trên mặt tablo của nó, trên phần phím khiển của nó này, từ cái cổng gió điều hòa cho đến nút phím khiển điều hòa và màn hình của nó, gọi là cái mặt dưỡng này của nó các bác này, người ta đều ốp bằng cái mạ giả vân gỗ, nhìn rất là sang trọng luôn các bác nhé. Và trên mặt tabli của nó cũng thế này, có một vài cái điểm nó gọi là bọc bằng giả vân gỗ này, nhìn nó không khác gì mẫu xe sang của thời đại bây giờ. Và có một vài cái điểm nhấn điểm nhá, đó là thêm một chút bao da bên phần mặt tabli. Em này thì rất là hoàn hảo luôn các bác. Em này thì keo chỉ của nó dường như là không mất phần nào cả. Đấy, sợi keo chỉ của nó này rất là mạnh và thanh. Và mặt tabli của nó cũng rất là sạch sẽ và đẹp các bác nhá. Cửa gió điều hòa này, kiểu gió điều hòa cơ này, thì nó có hai vùng điều hòa các bác nhá. Hai vùng điều hòa. Đấy, một vùng điều hòa trên phía cabin này và một vùng điều hòa bên ghế giữa này các bác nhá. Đấy. Nội thất thì khá là tươi và sạch sẽ. Tiêu hao nhiên liệu thì loanh quanh khoảng 8 đến 10 lít thôi. Đấy, bác nào căng chân là đi đến 10 lít thôi, còn đâu bình thường chỉ tầm 8 lít đến 8 lít rưỡi 9 lít thôi. Đấy, đóng cao tốc thì chắc em nghĩ tầm 8 lít thôi. Đấy, điều hòa này 246 cái cổng gió phía sau, cho nên là các bác ngồi ở hàng ghế cuối cùng, hàng phía thứ 7 thứ 8 cũng hoàn toàn không lo ngại gì cả, mát mẻ luôn các bác nhá. Đấy. Còn về mặt tabli của nó, bên cánh bên phía sau bên phụ đây. Nói chung là keo chỉ thì hoàn toàn là không có mất phân nào cả, keo chỉ này hoàn toàn nguyên zin các bác nhá. Cái sợi keo chỉ của nó rất là nhỏ luôn các bạn. Keo chỉ thằng Mitsubishi Zoia này rất là nhỏ luôn ạ. Đấy. Mặt tam ly của nó nguyên bản theo xe này. Tất cả mọi thứ đều còn nguyên bản theo xe này. Đấy, có một cái gạt tàn thuốc lá này, dành cho bác nào mà hay hút thuốc lá trên xe đấy thì có nguyên cái bộ gạt tàn này. Đấy. Rất tiện lợi luôn. Mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản và đậm chất bụi bặm của Nhật Bản luôn các bạn. Đậm chất bụi bặm phong trần của Nhật Bản luôn, cho nên là các bác nào mà đam mê độ xe hoặc là đam mê phượt thì các bác mua em này về đi thì phải nói là khá ok luôn. Cửa tiền có hơn 100 triệu rồi, 135 triệu bác nhé. Cái quả cốp em này thì phải mở cái lốp sơ cua ra trước này các bác này, mở lốp sơ cua trước này. Đây nó có cái lẫy mở lốp sơ cua các bác nhé, đây nó có một cái lẫy mở lốp sơ cua này. Sau đó thì các bác chạm vào cái cốp điện của nó này. Đấy, mở lên các được ngay này. Đấy, chống bằng ti thủy lực luôn các bác nhé, ti thủy lực luôn. Đấy, hai ghế phía sau mà khi gấp gọn lên ạ,
các bác để khá nhiều đồ đấy dành cho các bác đi công trình công trường. Nói chung là nó phục vụ tất cả nhu cầu công việc của bác khá là hoàn hảo luôn. Gầm cao mái thoáng 7 chỗ ngồi, động cơ 2.0 rất là khỏe khoắn, đi neo đèo đổ núi thì vô tư luôn các bác nhá. Đấy, nội thất khá là tươi mới và đẹp này. Đấy, toàn bộ nội thất của nó đây, hai vùng điều hòa. Đấy. Dòng Zoe này bác nào đi qua thì bác sẽ cảm nhận được bộ bồng bềnh và bộ tầm của nó khá là sướng luôn. Đấy, nó phải ngang ngửa với dòng Toyota Innova các bác nhá. Đấy, đánh giá em này. Một thằng 9, một thằng phải được 8 các bác ạ. Một thằng 9 và một thằng phải được 8. Toàn bộ hệ thống gọi là gầm của nó này khá là đẹp luôn. Gầm của nó này khá là đẹp luôn, hoàn toàn không dấu hiệu gì của cháy xước hay là mục mọt gì cả. Giảm sóc bằng nhíp kết hợp cả thụt cho nên là nó đi đường đèo, đường núi hay đường gồ ghề rất là sướng luôn, tạo cảm giác rất là đầm thoải mái. Chắc luôn các anh nhá, nó trồng chành. Thế toàn bộ hệ thống gọi là keo thì là hoàn toàn không mất phân nào. Cái cốp khi mà các bác đóng vào cứ mạnh tay, các bác thả ra là tự nó cắn vào luôn. Cắn cái ngoàm đấy vào luôn các bạn. Cốp treo đèn cột đây. Nó nhái không khác gì rằng phong cách không khác gì rằng Ford Everest cả. Chút em sẽ quay cái nóc cho các bác quan sát luôn. Em này nó tuyệt vời luôn các bạn. Đẹp xuất sắc luôn ạ. Bác nào mà lấy thằng em này đi thì cũng hoàn toàn yên tâm, không lo ngại gì cả. Về chỉ việc đổ xăng thay dầu chạy thôi. Thì toàn bộ hệ thống gọi là mặt tắp ly của nó này khá là đẹp, tươi mới thôi nhá. Đấy, bút làm việc của bác vẫn còn nguyên trên xe này. Đấy, khoang nội thất thì rất là tươi mới rồi. Đây em sẽ quay luôn phần trên nóc này của nó này, có cái giá nóc này. Cái giá nóc này của nó này để rất nhiều đồ luôn, mênh mang luôn, không thiếu để chỗ để đồ trên cái chiếc gọi là Zoe này, phục vụ công việc của nó là quá hoàn hảo luôn. Tiền hơn 100 triệu thôi, thay thế một chiếc xe máy mà lại chở được 7 anh em đi làm công việc thì khá là ok luôn, tiết kiệm chi phí các bác nhé. Kể cả các bác đi xe máy, các bác đi làm đấy, 7 anh em thì các bác phải đi tối thiểu là 3 chiếc xe máy đấy. Tối thiểu là 3 chiếc xe máy, còn đâu đúng ra là phải 4 chiếc thì nó mới đúng với pháp luật đấy. Tham gia giao thông như thế mới đúng. Thì cái chi phí xăng thì 73 chiếc đếm mà các bác cộng lại thì nó ăn hơn cả thằng Julia này các bác. Các bác cứ thử một lần đi thì biết. Mà lại chở 7 người không ngại nắng mưa. Đấy, điều hòa có đầy đủ luôn, loa đài âm thanh ánh sáng đi vi vu, anh em có túc tắc cà phê cà pháo chán rồi đến công ty làm việc cũng vừa. Đấy. 6-7 anh em đi thì hợp lý luôn các bác nhá. Thật ra em này thì nó là đăng ký 7 chỗ ngồi nhưng mà trên đăng kiểm của nó là 8 các bác nhá. Trên đăng kiểm của nó là 8 chỗ ạ. Cho nên các bác chở giới hạn là quá, thêm một người là 9 người là vừa ok luôn các bác nhá. 9 người là vừa ok luôn. Đấy, thông số kỹ thuật của nó là 2.5 này. Động cơ 1997 cm khối này thì nó là gọi là 2.0. Đấy, Mitsubishi Zoe. Đăng kiểm mới, đăng kiểm mới luôn. Em còn nguyên cái bộ giấy tờ vừa nên bắt từ Thanh Hóa về luôn, Nga Sơn Thanh Hóa này. Đấy thì quay luôn lên cho các bác tham khảo. Bác nào mà cảm thấy mà đúng chân mà cỡ tiền hơn 100 triệu, chúng tôi muốn mua 7 chỗ ngồi thì còn liên hệ với em theo số điện thoại cũng như Zalo của em 0389726738 bác nhá. Em này về đánh giá của nó vô lăng 4 chấu rất là cứng cáp luôn. Nó chỉ thiếu mỗi mấy cái hệ thống an toàn, nó là phanh ABS và túi khí thôi. Còn đâu mà để mà đi thay thế một chiếc xe máy thì rất hoàn hảo luôn. Em sẽ khởi động khoang động cơ và kiểm tra khoang động cơ đằng này có bác quan sát luôn ạ. Điều hòa cơ này, những nút phím điều hòa rất là to, dễ chỉnh này. Máy nổ khá là êm một tròn tiếng không? Cái dòng này máy xăng thì nó nổ rất là êm luôn các bạn. Máy xăng nổ rất là êm luôn, hoàn toàn không có tiếng động lạ cả. Đấy, lốp dép thì tương đối là mới. Gầm bẹ không một dấu vết gì gọi là han gỉ mối mọt cả. Đấy, đang đóng lốc điều hòa các bạn. Đang đóng lốc điều hòa cho nên tiếng gió nó khá là to. Đây là khoang máy của nó đây. Khoang máy nó đẹp như này mà các bạn ạ. Có 135 triệu tôi bể, có một khoang máy nó tươi như thế này các bạn. Tươi rồi nói luôn, tươi như tôm tươi luôn bác nhé. Con máy rất là khô ráo, mộc mạc, đẹp luôn bác. Đang là máy rất là sáng luôn. Dường như là không có hiện tượng nghỉ dầu gì cả. Không có một chút hiện tượng nghỉ dầu gì cả luôn. Đấy, khá là đẹp luôn các anh em. Rằng rạc của nó là không có va chạm đâu đụng gì cả. Mọi thứ nó còn vuông hẻm sắc cạnh các anh em, không có móc méo gì cả. Rất đẹp luôn ạ. Đấy, mọi thứ của nó này quá là hoàn hảo luôn các anh em. Keo chỉ hoàn toàn không có mất phần nào cả. Bác có thể đến xem trực tiếp luôn. Đến xem trực tiếp tại địa chỉ của em là chợ Tô Cũ miền Bắc, km 47 Quang Trung Quan Lão Hải Phòng các bác nhé. Đến xem tận mắt các bác này, cho em này thì bác kết luôn nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Dành các bác nào mà nhà bác mà làm công việc kinh doanh đấy, hoặc là các bác đi công trình công trường á, mua về cho anh em đi thì hết bài luôn bác nhé. Để thay thế một chiếc xe máy mà đi anh em đỡ vất vả hơn, để tâm lý người ta tốt hơn, làm việc sẽ hiệu quả hơn các bác nhé. Thứ quá là ok luôn. Vừa rồi thì em Tuấn ô tô Hải Phòng quay qua báo giá review trực tiếp cho quý các bạn tham khảo chiếc Mitsubishi Zoe với mẫu gọi là lốp treo đèn cột bản đủ với dòng Zoe này. Đấy, cửa tiền chỉ có 135 triệu thôi cho một chiếc Mitsubishi Zoe đời 2005.
Bác nào đúng chân thì alo trực tiếp cho tao số điện thoại cũng như Zalo của em 0389726738 các bác nhé. Vâng, và bác nào mà xem qua video của em lần đầu tiên thì cho em xin một lần đăng ký cũng như là bật chuông thông báo để em liên tục cập nhật tất cả mỗi xe mới về trong ngay tại địa chỉ của em là chỗ Tô Cút miền Bắc, km 47 Quang Trung, Hải Phòng. Vâng, một lần nữa cảm ơn toàn thể quý chị bạn đã xem video của em. Hẹn gặp lại toàn thể quý chị bạn ở video sau ạ.